chào các bạn, trên tay mình đang là hộp của chiếc điện thoại Nokia 5. Có thể thấy là sau màn trình làng của chiếc điện thoại Nokia 3 thì nhà sản xuất Nokia đã cho ra mắt chiếc điện thoại Nokia 5 như là để đánh dấu sự trở lại của mình trong năm 2017. Và đây là một trong bộ ba của Nokia chạy trên hệ điều hành Android. Ở mặt trước thì chúng ta có thể thấy là có hình của chiếc điện thoại nè, có chữ Nokia rồi hai bàn tay nắm nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mặt sau. Mặt sau thì có các thông số như là Android 7.1 Nougat, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong nè, hỗ trợ 4G LTE, 64bit octocore, màn hình 5.2 inch, độ phân giải HD, rồi camera 13 megapixel. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đập hộp. Tên tên. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 5. Tuy nhiên thì mình sẽ để nó qua một bên, rồi chúng ta sẽ cùng khám phá những cái phụ kiện đi kèm nhé. Đầu tiên thì mình thấy có hai quyển sách hướng dẫn sử dụng. Còn đây là que chọc SIM. Bên cạnh đó thì còn đi kèm với củ sạc nè. Để mình xem củ sạc này là bao nhiêu volt nha. Đây là củ sạc 5V 2A. Phía đấy thì có chữ Nokia. Đi kèm là cáp sạc. Cáp sạc này là micro USB. Và phụ kiện đi kèm thì còn có một tai nghe đầu 3.5mm. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 5. Trên tay mình đang sở hữu là một phiên bản màu xanh rất là đẹp và mình cực kỳ thích màu này luôn. Nói về thiết kế thì máy sở hữu màn hình 5.2 inch, độ phân giải là HD và bên cạnh đó thì kính cong 2.5D và máy còn được trang bị lớp phân cực để giúp hiển thị ngoài trời tốt hơn. Phía sau mặt lưng thì được làm bằng kim loại nguyên khối, nhìn rất là chắc chắn và sang trọng. Bên cạnh đó thì còn có camera và đèn flash hỗ trợ phía sau được bao bọc bởi viền kim loại rất là tinh tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá bốn cái cạnh. Bên cạnh phải thì có nút tăng giảm âm lượng nè, nút nguồn. Cạnh trái thì chúng ta có khe SIM và thẻ nhớ. Ở dưới đấy thì chúng ta có mic thoại, loa ngoài và cổng micro USB. Ở trên đầu thì chúng ta sẽ có một giắc cắm 3.5mm. Máy sở hữu camera trước với độ phân giải là 8 megapixel, camera sau là 13 megapixel. Theo những trải nghiệm ban đầu của mình về camera selfie thì mình thấy ảnh cho ra rất là ảo diệu luôn. Da mặt của mình trở nên hồng hào hơn nè, môi cũng hồng hơn ở ngoài bình thường nữa. Tuy nhiên thì chi tiết ảnh cũng khá là rõ. Camera sau thì cho ảnh chi tiết rất là rõ ràng. Như lúc nãy mình đã nói thì đây là một trong bộ ba của Nokia chạy trên hệ điều hành Android. Và cụ thể là Nokia 5 chạy trên hệ điều hành Android 7.1 và chip Snapdragon 430. Máy sở hữu RAM 2GB và bộ nhớ trong là 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên tới 128GB. Nhìn chung thì giao diện máy cũng khá là đơn giản và dễ sử dụng. Chỉ cần vuốt nhẹ lên trên thì chúng ta cũng có thể truy cập được các ứng dụng mà chúng ta cần tìm kiếm. Theo như những trải nghiệm ban đầu thì mình cảm thấy cầm máy rất là chắc chắn và thoải mái, không có bị cấn hay là bị cọm gì hết. Mình là bàn tay nữ mà mình dùng cũng cảm thấy khá là thoải mái, cho nên là mình nghĩ là những bạn nam cũng không có gì là khó khăn cả. Và một điều đặc biệt là trên chiếc điện thoại này chúng ta sẽ dùng được hai SIM luôn. Và nãy giờ thì mình có thử trải nghiệm lướt web và xem video trên màn hình 5.2 inch và độ phân giải HD này. Thì mình cảm thấy là cho cảm giác cũng khá là ấn tượng. Chiếc điện thoại Nokia 5 sẽ được chính thức bán ra trong vài tuần tới với mức giá là 4.259.000 đồng. Và với mức giá 4.259.000 đồng thì chúng ta sẽ có được gì nè? Thứ nhất là chạy trên hệ điều hành Android 7.1 mới nhất. Thứ hai là camera 13 megapixel, thiết kế kim loại nguyên khối rất là chắc chắn và sang trọng. Thứ ba nữa là màn hình 5.2 inch, độ phân giải HD thôi nhưng mà cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là ấn tượng. Mình đã vừa đập hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Nokia 5. Như vậy thì nếu như là các bạn thì các bạn có đồng ý để bỏ ra một số tiền chưa tới 4.300.000 đồng để sở hữu chiếc điện thoại này hay không? Hãy cho Hồng Nhi biết bằng cách là bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh Techmart của chúng mình để cùng theo dõi những video lần sau. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại.